Extract. Tinh chất có rất nhiều loại tinh chất có trong các thành phần mỹ phẩm Centella Asiatica Extract hay là Food Peel Oil Extract, rất nhiều loại đúng không? Vậy thì trong video này bác sĩ sẽ chia sẻ với các bạn thì Centella Asiatica trong các hóa chất dưỡng da có tác dụng gì và thực sự nó có cần thiết trong mỹ phẩm hay không, cùng tìm hiểu xem nhé. Hello, là Bác Xíu đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Bác Xíu. Và dành cho những bạn lần đầu đến kênh này, Bác Xíu có kênh fanpage là Bác Xíu, group cộng đồng trong gia khoa học. Hãy tham gia vào đây để đón nhận những buổi live stream miễn phí cho Bác Xíu. Ok, và lý do của video này bởi vì là trong thời gian tới Bác Xíu sẽ dành nhiều hơn những video chia sẻ các nhóm thành phần hóa chất để các bạn có, dành cho những bạn nào mà yêu thích cái việc check các thành phần phía sau vỏ nhãn thì bạn cũng biết rằng là tại sao nó có thành phần này và dùng nó thì các bạn cải thiện được vấn đề gì của da, chúng ta đỡ tiền mua phải những sản phẩm mà nó không đúng giá trị thật, đắt quá thì các bạn sẽ gây ra sự lãng phí, nên là hãy cố gắng là xem hết video này. Ok, thì đầu tiên là cái Centella Asiatica ấy, thì bản chất của nó thì đây là tinh chất rau má đúng không? Chắc là nhiều bạn biết rồi. Thì cái nguồn gốc của nó thì bác sĩ sẽ cùng nhau là search trên Google cho bạn xem. Thì nguồn gốc của nó thì bạn cũng có thể xem ở đây. Cái Centella Asiatica này thì được biết đến cái tên là Gotu Cola, là một cây thuốc dùng trong cái y học dân gian. Và nó cũng có hàng trăm năm nay theo các định hướng khoa học. Thì cái loại này được dùng trong cả cái y học dân gian, tức là y học cổ truyền, nó cũng có rất nhiều ứng dụng này. Thì tiếp theo là nó tìm hiểu là phần số 2 là thành phần của cái tinh chất này nó có cái gì đặc biệt. Thì trong thành phần thì chủ yếu ta nói rằng ở đây là cái azoticoside, madecase và acid mascacic. Thì acid mascacic là cái loại mà quan trọng nhất đối với thành phần của cái Centella Asiatica. Vậy thì cái cây này nó được tìm thấy chủ yếu ở đâu? Thì cái trong cái bài báo này người ta có ghi ra là đối với cái cây này thì đặc điểm nó sẽ phát triển chủ yếu ở vùng châu Á, Ấn Độ, Pakistan, châu Phi và Trung Mỹ. Thì đối với cả cái tinh chất của cái Asiatica này được dùng như một thuốc chữa bách bệnh có cách đây 3.000 năm ở Trung Quốc. Tức là ngày xưa người ta nghĩ rằng cái loại này nó giúp cho việc là chữa được rất là nhiều bệnh lý của cơ thể. Nhưng thực tế thì không phải nhé, bây giờ là y học hiện đại rồi. Đây là cái nghiên cứu của 3.000 năm trước thì bây giờ nó không dùng được. Các bạn nhớ nhá, chúng ta đọc tiếp xem có gì hay. Tiếp theo nữa là người ta nói rằng là cái thành phần của Asiatica này thì có chứa không ít hơn là 6% tổng số dẫn xuất chitepenoid được biểu thị dưới dạng là cái Asiatica cocide. Đây là cái hoạt chất mà nồng độ người ta muốn là nó không chứa hơn 6% thì sẽ hiệu quả nhất. Rồi, tiếp theo là cái thành phần quan trọng nhất của Asiatica thì người ta nói rằng ở đây nó sẽ có là acid bramic, acid mascatic và teminoic. Thì hầu hết các cái loại hoạt chất hữu cơ này hay là những cái tinh chất thì bản chất các bạn nhớ rằng nó cũng là được tạo thành từ các nguyên tử carbon, hydro, oxy và những nhóm khác. Và những hợp chất hữu cơ này thì người ta thường là tách sẵn những cái loại mà cần thiết cho da hơn là cái việc là chúng ta bôi cả cái loại lên. Thì đây là một cái ví dụ như ngày xưa có rất nhiều bạn rất là thích dùng cái lô hội. Thì khi mà các bạn dùng cái gel lô hội đúng không, có nhiều bạn còn tự mua lô hội về xong rồi ép để lấy cái gel để bôi. Nhưng mà sau đó hỏi bác sĩ là em ép cái gel đó có được không, thì nói thật là mình rất là khó trả lời vì được hay không được nó cũng chẳng sao cả. Bởi vì sao? Bởi vì là cái gel lô hội rất là rẻ, các bạn có thể mua ở bất cứ đâu, người ta đã tổng hợp sẵn, tách cái loại mình không cần thiết, mình bôi đúng cái loại cần thiết thôi, tại sao mình không dùng, đúng không? Rồi tiếp nhá, xem có gì hay tiếp. Phần số 3 đó là các hoạt động sinh học của cái tinh chất Asiatica này có gì đặc biệt. Thì hiệu quả chính của nó là được điều trị vết thương, ngay cả những vết thương nhiễm trùng. À, bây giờ mình nhớ ra là ngày xưa khi mình đi học khoa bỏng ấy, thì những bệnh nhân bỏng người ta rất hay dùng tinh chất này. Hoặc là sau khi mà da mình bị tổn thương, da mình bị nhạy cảm, người ta rất là hay dùng cái tinh chất là cái Centella này. Bởi vì là khi dùng cái loại này nó sẽ giúp cho da mình phục hồi liền thương hơn. Người ta nói rằng đây là hồi ngay cả khi tổn thương hở. Những bạn nào mà có những cái tổn thương như là cái vết thương hở này, hay là bỏng xe máy này, hay là sẹo mới lên da non, thì nó cũng rất là phù hợp khi mình dùng cái tinh chất này. Rồi tiếp tục xem còn gì hay ho nữa. Người ta có một nghiên cứu nữa, đó là cái hoạt chất là terpenoid, ký hiệu là cái TTF, thì nó làm gia tăng đáng kể cái hàm lượng collagen và cái fibronectin ở lớp nội bào. Cho phép hôm nay bác sĩ đọc nghiên cứu nhá, chứ không nhiều khi thấy mặt tớ cúi xuống xuống bên dưới thì bạn lại tưởng là tớ đang làm gì. Rồi tiếp theo nữa nhá, em còn gì hay ho nữa. Tiếp theo là cái loại hoạt chất này thì ngoài đường uống thì còn có thể dùng đường bôi. Thì người ta khuyến cáo đường bôi có thể dùng đó là liều lượng là 6mg trên 1kg hoặc là 12mg trên 1kg thì cũng có hiệu quả là giúp đóng cái vết thương hở nhanh hơn.
Đó nha. Tại sao mà nhiều cái viên uống thực phẩm chức năng người ta rất hay cho các loại tinh chất, ví dụ là tinh chất dương xỉ này, tinh chất của hoa anh thảo này, hoa anh đào này, rồi tinh chất của rau má, đúng không? Có rất nhiều loại, thì bạn hiểu rằng là lý do người ta cho tinh chất thì cũng phải có nghiên cứu khoa học, chứ không phải là tự nhiên người ta cho. Rồi, một cái nghiên cứu khác người ta nói rằng là khi mà thoa cái nồng độ cái Agentica này 0,2% thì nó cũng giúp là tăng cái hàm lượng chống oxy hóa enzyme. Đó, rất là hay đúng không nhỉ? Và ngoài ra nữa thì người ta có một nghiên cứu khác người ta cũng nói rằng là cái Centella Agentica này được dùng như một chất chủ yếu là giúp làm tăng cường cái collagen type 1. Thế nên là nếu dùng lâu năm thì ngoài tretinoin, retinol có tác dụng làm tăng tổng hợp collagen type 1 và type 3 thì cái loại này cũng làm tăng tổng hợp. Tất nhiên nó nhẹ hơn nhưng mà nó vẫn có hiệu quả. Và ngoài ra nữa, một cái nghiên cứu khác người ta cũng làm là khi thoa một cái hoạt chất có trong cái Centella này có thành phần là 0,1% cái mascarpone bôi kết hợp với cả 5% C thì người ta cũng thấy rằng là da cũng săn chắc, đàn hồi và sáng hơn. Do đó là rất nhiều hoạt chất, thì các bạn nếu như các bạn nào mà đang dùng cái hoạt chất hoặc là tinh chất có thành phần phía sau nhãn, bạn có thể mở hộp nhãn nhá và đọc cái phần người ta ghi là ingredient ấy có chữ là Centella Agentica thì bạn có thể comment xuống bên dưới xem là sản phẩm mình đang dùng là gì. Và đừng quên là đăng ký kênh của CEO để có những cái video mới hơn các bạn có thể được xem luôn. Đó, thì thử xem các bạn đang dùng loại hoạt chất nào có thành phần này để xem là nó có hiệu quả thực sự như là cái bài báo người ta khuyến cáo hay không. Và tiếp theo nữa, chúng ta sẽ quan tâm đến phần là độc tính, tức là khi mà bôi nhiều quá thì có tác dụng phụ gì không. Thì cái bài báo này người ta cũng nói rằng là khi mà thoa với liều khuyến cáo thì nó sẽ hầu như là không độc hại và tác dụng phụ xảy ra rất hiếm. Tuy nhiên thì có một vài trường hợp là vẫn có thể là gây kích ứng tại chỗ, tức là đã là kích ứng và dị ứng mà liên quan đến miễn dịch thì hầu như chúng ta rất là khó tránh, bởi vì là cái cơ địa thì mình không thể có thể đổ cho ai được, vì đây là cơ địa mình sinh ra rồi. Thì những trường hợp nào mà cơ địa rất là mẫn cảm mà có thể là gây ra kích ứng thì nếu như mình thoa mình cảm thấy nó đỏ hơn, nó nóng mặt hay là khó chịu quá thì các bạn cũng có thể là nên dừng sản phẩm lại và mình chọn cái loại khác. Và tổng hợp lại, tóm lại thì cái Centella Agentica này có hiệu quả nhiều trong việc là lành thương, cấp ẩm cho da, tăng tổng hợp collagen và thành phần nồng độ thì có thể là từ 0,5 đến 6%, nó tùy vào người ta tách ra cái acid nào ở trong hoạt chất này. Ok, và tóm lại thì đối với bác sĩ Hiếu rất là yêu thích cái Centella Agentica này vì rất nhiều hoạt chất, rất nhiều sản phẩm đang sử dụng cái này rất là hiệu quả. Nó giúp cho da mình được phục hồi hơn, lành thương hơn, giảm nhạy cảm hơn. Còn đối với những bạn nào mà kích ứng hay dị ứng thì hãy cân nhắc khi mà sử dụng thì có thể test trước khi dùng. Ok, và nếu bạn thích series này đừng quên like, subscribe, chia sẻ để nhiều người biết thông tin hữu ích. Bye bye và xin chào.